Xin chào các bạn, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chê Game. Nơi chúng ta sẽ cùng đặt một tựa game tệ hại nào đó lên thớt để phê bình và đánh giá về nó. Cách đây không lâu thì chúng ta đã được đến với siêu phẩm game hành động Rambo The Video Game với mức đánh giá cực rác. Tuy nhiên, một bất ngờ khác đã đến khi chúng mình phát hiện ra còn có một tựa game sẵn sàng đánh bại Rambo The Video Game ở danh hiệu cực rác này. Đó chính là cực phẩm game thế giới mở Ride to Hell Retribution. Ok, game on. Ride to Hell Retribution là một tựa game phiêu lưu hành động góc nhìn thứ ba được phát triển bởi EU Technics và phát hành bởi Deep Silver. Trong đó, Deep Silver chính là nhà phát hành của những tựa game như Metro, Sangreal hay Dead Island nổi tiếng. Còn EU Technics vốn là những người đã tạo ra dòng game đua xe NASCAR và phần game năm 2006 của The Fast and the Furious. Nghe đến đây thì có vẻ không được tín nhiệm lắm nhỉ? Dù sao thì Ride to Hell Retribution đã được xuất xưởng vào năm 2013 trên các hệ máy Microsoft Windows, PS3 và Xbox 360. Với tham vọng trở thành một tựa game sandbox na ná GTA nhưng lấy bối cảnh miền Viễn Tây những năm 1960, tựa game này hiện lại đang sở hữu những điểm số đỏ chót trên Metacritic với 16 điểm Metascore và 1,3 điểm User Score, và vinh dự được cộng đồng game thủ thế giới trao cho danh hiệu một trong số những tựa game tệ nhất mọi thời đại. Trước khi Ride to Hell Retribution được ra mắt, người ta đã từng có những thước phim, những đoạn trailer như thế này. Công bằng mà nói, ở khoảng thời gian đầu những năm 2010 thì đây là mức đồ họa chấp nhận được. Bản thân giám đốc ngoại giao của nhà phát triển là Martin Philippe cũng đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn năm 2011 về định hướng của game như sau. Khi bạn vừa vào chơi Ride to Hell, ngay từ lúc bắt đầu, bạn sẽ có thể lái xe đi tới bất cứ khu vực nào mà không hề có giới hạn hay khống chế gì cả. Và bạn có thể tự chọn nhiệm vụ để hoàn thành game một cách thỏa thích theo cách riêng của mình. Trong rất nhiều thông cáo khác liên quan tới Ride to Hell, người ta cũng hay dùng từ tự do để mô tả cho phong cách thiết kế game của nó. Nào là môi trường tự do lựa chọn băng đảng, tự do thiết kế xe, rồi thì tự do khám phá thế giới, vân vân và mây mây. Nghe cũng hứa hẹn và hấp dẫn đấy chứ. Thế nhưng, hứa hẹn càng nhiều thì thất hứa lại càng nhiều. Ban đầu, Ride to Hell được phát triển bởi Deep Silver VN, vốn mang rất nhiều tiềm năng. Nhưng đáng tiếc, chỉ sau 2 năm thực hiện, dự án đột ngột gặp trục trặc và bị hủy không thương tiếc. Từ đó rơi vào tay của EU Technics, nơi mà họ đã xào nấu nó trở thành sản phẩm Ride to Hell Retribution mà chúng ta được chứng kiến ngày hôm nay. Hãy bắt đầu đánh giá nó từ những giây phút đầu tiên sau khi khởi động game. Có thể nói, trong suốt 20 mấy năm chơi game của mình, đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một phần intro game gây ấn tượng khó phai đến như thế này. Trong tiếng soundtrack tương đối bắt tai, chúng ta nhìn thấy một anh chàng thanh niên trông khá ngầu đang phóng xe phân khối lớn trên con quốc lộ nào đó. Khi vẫn còn đang mải gật gù tận hưởng giai điệu viễn tây của game, thì đúng một cái bạn sẽ bị giật ngược về thực tại để điều khiển nhân vật chính, cầm súng máy và bắn hạ kẻ địch. Mà thậm chí nếu phản ứng không tốt thì bạn hoàn toàn có thể chết luôn ở phân cảnh này. Mình thậm chí đã phải replay đoạn này tận 3 lần thì mới qua nổi, trong khi vẫn chưa hiểu ra làm sao tôi là đây, đâu là ai cả. Thế rồi mặc kệ, chả cần biết người chơi đã biết gì chưa, game lại tiếp tục chuyển sang cảnh lái xe, rồi lại chuyển tiếp sang một cảnh đánh nhau. What? Ok, chỗ này thì mình bắt đầu hiểu là nhà phát triển đang cố tạo ra một trải nghiệm kiểu điện ảnh, khi nhân vật chính phóng xe và flashback lại mấy sự kiện đã diễn ra, nhưng đồng thời lồng ghép gameplay vào trong flashback đó. Bullshit, cái kiểu quick time event này trông chả khác gì Rambo cả. Xong, tiếp đến là cảnh nhân vật chính đang dùng súng bắn chết một kẻ nào đó, mặc dù rõ ràng súng của anh ta còn chả chĩa trúng được vào mục tiêu. Thật sự luôn, mình không biết các bạn như thế nào, nhưng với mình, đây chắc chắn là màn intro game tệ nhất mà mình từng được trải nghiệm. Không một chút thông tin nào về bối cảnh và câu chuyện hay danh tính của nhân vật chính là gì. Tất cả chỉ là một mớ lẫn lộn giữa cutscene và gameplay được cắt ghép với nhau theo một cách vô cùng khó hiểu. Đi kèm với phần ấn tượng ban đầu về Ride to Hell Retribution thì không thể không bàn tới phần đồ họa của game này. Theo các thông số kỹ thuật, Ride to Hell Retribution sử dụng hệ thống đồ họa của Unreal Engine 3, tức là cũng chẳng phải lỗi thời gì trong khoảng thời gian đó. Thế nhưng, hãy cùng nhìn vào thành quả của EU Technics. Nhân vật thì vô hồn, chuyển động thì thô kệch, cử động miệng thì ngáp ngáp. Cứ mỗi lần xem cảnh nhân vật trò chuyện với nhau là mình lại nghĩ ngay đến mấy con cá vàng nhà mình. Except she's smart. Real smart. Nếu để đánh giá thứ tạo nên biểu cảm tốt nhất của các nhân vật thì chắc chỉ có mỗi cặp lông mày là có giá trị hơn cả. Mày mày là anh em nha. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu anh nhé.
Chưa hết, xuyên suốt cả game, bạn sẽ có cơ hội được đối mặt với vô số những bug và glitch như thế này. Và theo sau phần đồ họa tệ hại thì chúng ta chắc chắn phải bàn cả tới phần âm thanh của game nữa. Thật ra thì ban đầu mình đã định khen phần âm nhạc của Ride to Hell Retribution rồi, vì cơ bản lần đầu tiên nghe thì cũng chấp nhận được, cho đến khi đoạn soundtrack này cứ lặp đi lặp lại mãi như muốn tra tấn lỗ tai người nghe vậy. Nhưng cái đáng chê nhất phải kể tới đó là yếu tố lồng tiếng trong game. Không một nhân vật nào trong Ride to Hell Retribution được lồng tiếng một cách tử tế cả. Mình xin khẳng định quả quyết như vậy. Cảm tưởng như tất cả đều là do một diễn viên lồng tiếng duy nhất đảm nhiệm, nên cứ mỗi khi chuyển sang một nhân vật khác thì anh ta lại phải cố gắng hết sức bóp méo thanh quản để tạo ra một giọng khác đi so với những người còn lại. Mà nếu đúng thế thật thì cũng khổ thân cho anh diễn viên lồng tiếng. Công việc đã vất vả thì chớ, đến cả biên kịch lời thoại cũng không để cho anh ấy được yên thân. Chả hiểu ở đâu ra cái thể loại chú với cháu nói chuyện như thế này cả. You look like shit, Jake. Yeah. I feel like shit, man. Welcome, old boy. Oh, suki suki. Oh, wow. What? What the f***? Giữa hàng hà sa số các cutscene và loading screen trải khắp toàn bộ quá trình chơi và cứ vài 3 phút lại xuất hiện một lần, Ride to Hell Retribution còn thể hiện ra sự cẩu thả trong việc lắp ghép các đoạn âm thanh. Ví dụ như ở cảnh nhân vật chính lái xe cùng em trai mình, tiếng động cơ xe ì ì vụt màu và rất dễ gây ức chế đã át hết đi cuộc trò chuyện của các nhân vật. Hay như nhiều phân cảnh khác trong game, hiệu ứng âm thanh thậm chí còn bị cắt xén đi và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Mà cái phân cảnh này cũng lại còn phi logic nữa cơ, và chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về nó trong phần tiếp theo của video này, đó là cốt truyện. Tương tự như siêu phẩm Rambo The Video Game, Ride to Hell Retribution cũng lại sử dụng hình tượng nhân vật chính là một cựu chiến binh trở về từ chiến trường Việt Nam và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Năm 1969, Jack Conway được cấp trên cho về quê. Anh gặp lại bác mình là Mike và em trai Mikey Conway. Trong cùng ngày hôm đó, Mikey bị cà khịa và khống chế bởi một đám côn đồ thuộc băng đảng The Devil's Hand ngay trước mắt Jack. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ chiếc áo jacket mà Mikey đang mặc, vốn thuộc về cha của hai anh em là William Conway, hay còn được giang hồ gọi bằng cái tên Toledo Conway. Vì thế, Mikey bị giết chết ngay lập tức, còn Jack ăn một viên đạn vào bụng nhưng vẫn sống. Và kể từ đó, Jack lên đường đi trả thù cho em trai mình, cũng như khám phá ra bí ẩn sau cái tên của cha mình. Câu chuyện nghe thì có vẻ khá ổn đấy, nhưng mà từ từ đã, hãy nhìn vào đoạn cutscene này mà xem. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà game đã cho chuyển từ cảnh Jack ăn đạn ở trạng thái slow motion sang luôn cảnh Jack bình phục với cơ thể lành lặn và bắt đầu đi trả thù luôn rồi. Chẳng cần giải thích gì ở đây hết, nhà phát triển chắc chắn áp dụng triết lý Jack là nhân vật chính nên dù anh ta bị cả đám quay vào hội đồng thì anh ta vẫn sẽ sống sót, trở về, hồi phục như một vị thần và người chơi sẽ chẳng cần quan tâm đến toàn bộ quá trình đó làm gì cả. Nên là thôi, skip luôn đi để đỡ tốn tiền làm cutscene. Trong quá trình trả thù cho đứa em trai xấu số, Jack bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra nhiều bí mật khác về cha mình và băng đảng trong quá khứ của ông ta. Về cơ bản, hồi còn trẻ, chú Mike và cha của Jack đã chơi chung với một kẻ được gọi là Caesar trong băng đảng The Retribution Gang. Một ngày nọ, cha của Jack đua xe thắng Caesar với phần thưởng là một cô gái. Họ cưới nhau rồi sinh ra Jack và Mikey. Bản thân cha Jack cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì khi suốt ngày say rượu và thậm chí là lừa tiền cả vợ mình. Trong khi đó, Caesar không chấp nhận thất bại nên đã thách đấu với cha của Jack một lần nữa và lần này hắn đã chiến thắng. Vì không muốn mất vợ, cha của Jack đã cùng vợ chạy trốn, bỏ lại Jack và Mikey cho Mike nuôi hộ với lời hứa sẽ không kể lại chuyện này cho hai đứa. Kể từ đó, Caesar luôn truy tìm cha mẹ Jack và đó cũng là lý do vì sao tay sai của hắn giết chết Mikey khi phát hiện ra chiếc áo. Đương nhiên, như một kịch bản dễ đoán, Jack sau đó đã tìm và giết chết được Caesar, phản diện chính của game. Nhưng trong suốt quá trình đó, bạn sẽ phải dành ra cả chục giờ đồng hồ cho những nhiệm vụ nào là giết người, đua xe, quan hệ tình dục,
rồi là đánh nhau, tra tấn và đủ các thứ bạo lực trên đời. Không những thế, 41 phần nhiệm vụ của game dựa trên các chủ đề này còn liên tục lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, được thể hiện thông qua một hệ thống gameplay vô cùng thất vọng. Nếu như Rambo The Video Game ít nhất cũng làm tròn được nhiệm vụ của nó dưới danh nghĩa một game bắn súng rail shooter, thì ngược lại, với Ride to Hell Retribution, mình cũng chả rõ là nên xếp nó thuộc vào dòng game gì nữa. Ride to Hell Retribution không phải game bắn súng, cũng không phải game thế giới mở, bạn thậm chí còn chẳng có bản đồ để làm nhiệm vụ hay gì cả. Mọi thứ đều theo một chiều tuyến tính duy nhất. Bản thân game cũng đã cố gắng bao hàm đầy đủ các màn chơi bắn súng, đánh nhau và đua xe, nhưng thú thật là chưa thấy được cái nào ra hồn cả. Về cơ chế bắn súng, y hệt như trong phần intro của game, thiết kế nòng súng của Jack chẳng bao giờ ăn khớp với tầm ngắm bắn. Góc quay camera mỗi lần sử dụng súng cũng toàn đặt ra sau lưng nhân vật và nhiều khi che khuất luôn tầm nhìn của tâm bắn. Thỉnh thoảng, cái tâm này còn nhạy cảm quá mức cần thiết và một cú nhích chuột thôi cũng khiến nó xoay như trong chóng. Điều khiển đã khó, kẻ địch trong Ride to Hell cũng trâu bò một cách phi lý. Bạn có thể xả hết cả một ổ đạn vào người chúng mà vẫn thấy chúng lao ầm ầm vào người bạn như mấy con bò tót Tây Ban Nha, trong khi chỉ cần duy nhất một viên đạn vào đầu là có thể tiện chúng về vườn. Điều này dẫn đến một nguyên tắc bất dịch trong game là nếu không học cách headshot được kẻ địch thì tốt nhất là bạn hãy sẵn sàng replay mọi màn chơi đi là vừa. Cơ chế bắn súng kém đã đành, đến cơ chế đánh đấm trong game cũng chả ra làm sao. Trong Ride to Hell Retribution, người chơi chỉ có hai nút duy nhất để tấn công là đấm hoặc đá. Hai nút này không phối hợp thành bất cứ combo nào được cả, và riêng nút đá thì lại quá mạnh đến mức bạn có thể spam nó để khống chế đối thủ đến chán chê thì thôi. Game còn học đòi series Batman Arkham khi thỉnh thoảng hiện dấu cảnh báo trên đầu kẻ thù để nhân vật chính kích hoạt nút phản đòn. Nhưng thực sự thì nó chẳng có chút gì gọi là ấn tượng cả. Chưa kể tới chuyện màn hình sẽ rung lắc một cách điên đảo mỗi lần combat nữa. Trong nhiều trường hợp, việc đánh nhau sẽ dẫn tới các cảnh kết liễu bằng quick time event và người chơi chỉ cần ấn đúng nút là xong, biến toàn bộ phần hành động nhất của game trở thành thứ mà học sinh tiểu học cũng vượt qua được. Sau cùng, chúng ta còn phải bàn tới cả gameplay lái xe, vốn là phần chiếm rất nhiều thời lượng chơi trong game. Riêng các nhiệm vụ lái xe thường đều có cái danh nghĩa là đuổi bắt hay bỏ trốn gì đó, nhưng thực tế bạn chỉ cần chạy đúng làn, không gây tai nạn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không cần phải tăng tốc hay giảm tốc hay làm bất cứ thứ gì cả, vì cứ chạy đến một vị trí nhất định trên đường đua thì các mốc sự kiện sẽ tự động xuất hiện. Mỗi lần có kẻ địch áp sát xe của bạn, một đoạn tương tự Quick Time Event lại hiện ra, cho phép bạn không cần phải điều khiển xe cộ gì nữa mà cứ tập trung vào một nút ấn là đủ. Và mỗi lần đánh bại được kẻ địch, xe của hắn sẽ lòng vòng leo vèo rồi nổ tung như thể được đạo diễn dưới đôi bàn tay của Michael Bay vậy. Trong tình huống tệ nhất, nếu bạn là một người chơi game kém về mọi mặt và không thể lái nổi con xe để né khỏi các chướng ngại vật, game sẽ liên tục ngắt cảnh rồi bắt bạn quay trở lại đường đua mà không cho bạn tự do lái xe quay đầu hay tự điều khiển bản thân mình trở về vị trí. Thực sự, không còn một từ ngữ nào để có thể nhận xét về cơ chế lái xe của Ride to Hell Retribution được nữa. Tổng kết lại, với cái giá $40 thì mình thà chơi Rambo The Video Game còn hơn. Nói thế để các bạn biết là Ride to Hell Retribution là một game thất bại toàn tập như thế nào. Từ đồ họa, âm thanh, cốt truyện cho tới gameplay. Đây là một tựa game thể hiện ra hết tất cả những sự cầu thả, lười biếng, tồi tệ và xấu xí nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được trong ngành công nghiệp game. Không có bất cứ điểm nào của tựa game này là chấp nhận được cả. Và nó đã nát bét theo nghĩa đen luôn rồi, nát hơn cả Rambo The Video Game. Cho nên, phán quyết cuối cùng dành cho Ride to Hell Retribution là rác rưởi. Và đó cũng là phần kết cho video chơi game ngày hôm nay. Xin lưu ý rằng quan điểm trong video mang nặng các ý kiến cá nhân của người sáng tạo nội dung. Dù bạn đồng tình hay phản đối thì cũng hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.